Thưa quý vị và các bạn, thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 75 năm ngày thể thao Việt Nam, đồng thời tạo sân chơi bổ ích, phát hiện và bồi dưỡng tài năng bóng đá trẻ, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong thanh thiếu niên. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh tổ chức giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 18 năm 2021. Chiều ngày 25 tháng 3, giải chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh. Phản ánh của phóng viên chương trình. Tham gia giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình Yên Bái năm nay có 10 đội bóng đến từ 9 huyện thị thành phố và một đội bóng của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh. Các đội được chia thành hai bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, sau đó chọn ra 4 đội để thi đấu trận bán kết. Giải diễn ra trong 4 ngày từ 25 đến ngày 28 tháng 3 với 23 trận thi đấu. Ngay trong buổi chiều 25 tháng 3 diễn ra 4 trận thi đấu giữa đội bóng đá nhi đồng thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu, huyện Bình và Văn Chấn, huyện Mù Cang Chải và Lục Yên, thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên. Tham gia giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 18, các đội đã tích cực chuẩn bị luyện tập, quyết tâm giành kết quả cao nhất. Nói chung là năm nay có sự chuẩn bị tốt hơn mọi năm, chúng tôi cũng tinh thần cố gắng hết sức trong các trận đấu thôi. Thì về các cháu thì chúng tôi cũng chọn lựa những cháu tốt nhất của giải bóng đá nhi đồng thị xã vừa rồi vừa tổ chức do phòng giáo dục tổ chức. Đội tôi đi với tinh thần cao nhất có thể. Mở màn cho giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình Yên Bái năm nay là trận đấu giữa đội bóng đá nhi đồng thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu. Bằng những pha chuyền bóng khéo léo, nhanh, dứt khoát, chính xác, đội Trạm Tấu nhiều lần áp đảo khung thành đội bạn. Đặc biệt cầu thủ số 7 Vàng A Kiên đã ghi hai bàn thắng cho đội Trạm Tấu. Vẫn đấy ghi được vào hai quả là em cảm thấy rất vui và rất phấn khởi. Chúng em đã luyện tập và luyện tập theo những kỹ thuật của thầy, của các chú văn hóa. Em dễ nỗ lực ghi được nhiều bàn thắng và góp phần cho đội giành chiến thắng. Với thể lực đồng đều, chiều cao vượt trội, đội bóng đá nhi đồng thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp ăn ý, nhịp nhàng, tạo được nhiều pha bóng gay cấn. Khi bị dẫn trước tỷ số, các cầu thủ đã liên tục tìm kiếm cơ hội và gỡ hòa ở những phút cuối cùng. Kết thúc trận đấu, tỷ số là 3-3. Ngay sau trận thi đấu giữa đội thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu đã diễn ra trận tranh tài giữa đội bóng đá nhi đồng huyện Bình và Văn Chấn. Với tinh thần thi đấu cao thượng, trung thực, quyết tâm đạt thành tích cao nhất, các cầu thủ nhí của cả hai đội đã tạo ra nhiều pha tranh bóng quyết liệt, uy hiếp khung thành đối phương. Tuy nhiên, trong hiệp đấu đầu tiên đã không có bàn thắng nào được ghi. Nào thì cũng như thế, thì cứ đến cái mùa giải bóng đá Cúp Phát thanh Truyền hình của tỉnh Yên Bái, đoàn của Yên Bình cũng đã trải qua cái tập luyện và tham gia thi đấu thì với cái mong muốn là được giao lưu học hỏi thế và cũng là cái để cho các cháu nó trải nghiệm có nhiều cái sân chơi cho học sinh. Và đến đây thì cổ vũ, ngoài cái việc cổ vũ cho đội Yên Bình thì cổ vũ cho tất cả các đội bạn thế và cũng chúc tất cả cháu là sẽ chiến thắng. Giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình Yên Bái do Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh đoàn và Công an tỉnh Yên Bái tổ chức. Đây là sân chơi bổ ích giúp em học sinh ở lứa tuổi tiểu học rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất qua hoạt động thi đấu để phát hiện, tuyển chọn và đào tạo các cầu thủ bóng đá nhí tài năng của tỉnh. Đây là mùa giải thứ 18 thì là tôi thấy rằng các đội cũng đã đầu tư mạnh dạn hơn về cái chiến thuật chiều sâu cho các em. Ví dụ như là những kỹ năng xử lý những quả bóng và những kỹ thuật chuyền bóng, phải nói là các em cũng đã chuẩn bị rất bài bản và đúng theo cái tinh thần mà huấn luyện viên đã truyền đạt cho các em. Thì qua đó thì cái chất lượng của một số trận thi đấu ở đầu mùa giải này thì tôi cũng đánh giá ở góc độ chuyên môn là rất là tốt cho với các đội bóng tham gia trong mùa giải này. Trong buổi tối ngày 25 tháng 3, giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 18 năm 2021 tiếp tục diễn ra với hai trận tranh tài giữa đội bóng đá nhi đồng huyện Trấn Yên và huyện Trạm Tấu, đội huyện Bình gặp đội thị xã Nghĩa Lộ.